Khu vực này mỗi ngày có hàng trăm con nghiện tập trung về tiêm chích, hút hít. Kim tiêm Xi Lanh còn dính đầy máu, ném ngổn ngang lối đi. Con nghiện phê thuốc nằm lang thang khắp ngõ. Hàng chục điểm hút chích, con nghiện thường xuyên lui tới, thuộc khu vực Chùa Dận, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn. Người dân đã tìm mọi cách để ngăn chặn, nhưng chẳng ăn thua. Bây giờ phải biết vào đây này không thì ngày xưa nó toàn vào đây chích thôi, sợ lắm, nó toàn tụ tập ở đây thôi. Thưa quý vị, theo quan sát của chúng tôi, khu vực phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn hiện đang có hơn 20 bãi đá mà các con nghiện thường xuyên lui tới. Như trước mặt của tôi đây là một trong những bãi đá tương tự như vậy. Cũng theo người dân, khu vực quanh các điểm tiêm chích thường xuyên xảy ra vấn nạn trộm cắp, cướp giật. Nó lấy gì ạ? Người phụ nữ này vẫn chưa hết hoảng sợ mỗi lần nhớ lại. Lần đi xe máy làm đồng mới đây đã bị hai đối tượng giật túi tiền, khiến bà ngã rúi rụi xuống bờ ruộng. May là người không bị thương nặng. Để thỏa mãn cơn nghiện, các đối tượng lấy bất cứ thứ gì từ nhà dân, miễn là bán lấy vài đồng hút chích. Đây là chiếc xe của một tên trộm bị công an phường Đình Bảng thu giữ. Tên trộm này liều lĩnh treo tường vào bưu cục chỉ để lấy hai cuộn dây cáp. Khi bị phát hiện đã bỏ của chạy lấy người. Những hộ dân sống quanh khu vực này luôn trong tình trạng lo sợ. Nhà cửa phải kín cổng cao tường, cửa 3-4 lớp khóa, nhưng cũng chẳng một ngày yên thân. Vì những tên trộm hết sức liều lĩnh, manh động, sẵn sàng tấn công nếu bị ngăn chặn. Chúng nó lấy xe trong cái trường ra chiều đến đây Xi Lanh ở cổng trường. Hàng ngày có cả trăm con nghiện tập trung hút chích. Kim tiêm chích xong ném vãi khắp nơi. Xi Lanh đầy máu, ngổn ngang lối đi. Mỗi ngày phải chứng kiến các con nghiện tiêm chích, hình ảnh kim tiêm chất thành đống. Người dân vô cùng hoảng sợ. Điều lo ngại hơn cả là ảnh hưởng đến tâm lý và gieo rắc nguy cơ bệnh tật cho lũ trẻ. Vì là như thế này nó ảnh hưởng rất là nhiều, khắp các nơi họ về đây họ mua bán như thế, ảnh hưởng cho con cháu của các cô ở đây.